Vô. Các bạn thân mến, các bạn yêu cầu lông thân mến, bây giờ ngay bây giờ các bạn đang xem một trận cầu lông phủi giữa hai đội, là bên phía xa là Sứ Khanh đứng trên, áo đen đứng trên nữ là Hồng Thấm, xanh nước biển đứng phía sau là Trung Lưới, còn bên này Cường Nhỏ áo đỏ phía sau Việt áo màu mắm rút đứng ở trên, và màu xanh ngọc là Minh Ngọc. Nhỏ hả, không qua ba mấy đây, 3-1, như vậy là 3-1 nghiêng về đội của Cường Nhỏ, Việt với lại Ngọc. Ngọc vừa rồi quên hỏng rồi, như vậy là 2-3. Tôi hôm nay là bình luận viên Kim trong tay. Ngoài 4-2, anh cái anh áo xanh á, ảnh có biệt danh là Trung Lưới, nhưng mà có thể sau hôm nay thì ảnh còn thêm một biệt danh mới, đó là Trung Ngoại. Ngọc giao cho Sữa Khanh, Sữa Khanh làm gì đây? Sữa Khanh quýnh Cường Nhỏ, Cường Nhỏ nó cứu được cao, Trung Lưới lại tiếp tục hỏng nữa rồi. Ủa, 2 giật hả? 3-5. Trung Lưới, mạnh lên Trung Lưới. Trung Lưới lại ngoài nữa rồi. 6-3. Việt làm gì? Thấm, hay quá Thấm ơi, mạnh ra được á. Ừ, Cường Nhỏ nó rất cố gắng nha. Tiếp tục, thấp xuống nữa, nhỏ xuống nữa, rồi không qua lưới luôn. Tỷ số là 7-3. Ai gặp cho đưa giật lên đâu vậy? Vừa rồi là một pha mà có thể đưa lên TikTok 5-7. Thấm giao cầu, Việt, Việt. Những cái như vậy là thường là Việt không bao giờ bỏ lỡ. Không cái gì mà không tận dụng cái gì mà xuất sắc bằng tận dụng cơ hội. Đó là người ta hay nói về cái anh áo mắm rút, không tận dụng gì tốt bằng cơ hội. Đây, xanh ngọc, Minh Ngọc. Đó, rồi gây khó cho đồng đội rồi. Anh màu mắm rút đã gây khó cho đồng đội rồi. Sữa Khanh giao cầu, Cường Nhỏ, Cường Nhỏ nữa luôn, Trung Lưới quýnh rồi, trong tầm rồi, giành dữ vậy. Ừ, gì vậy? Rồi, ừ, nguy hiểm quá rồi, không qua. Có vẻ như anh mắm rút rất thích đùa vậy rồi, giống như là một pha đùa giỡn của anh áo mắm rút. Không mấy rồi, 0-6. Quên đi, hay vậy đó, không gì tận dụng tốt bằng tận dụng cơ hội hết. Anh mắm rút 1-6. Theo như giới chuyên gia nhận định thì cái trận này ngay từ tối hôm qua là đã đưa, khi mà sắp xếp đội hình thì kèo đã đưa ra là nghiêng về phía đội của Cường Nhỏ, anh Việt áo mắm rút với lại Minh Ngọc. Tỷ lệ ăn là đặt 10 ăn 3. Còn bên phía của Sữa Khanh, Trung Lưới với lại Hồng Thấm thì là đặt 10 ăn 30. Thấm giao cầu, anh Việt. Cầu ngoài, ai vậy? Không được, bên này thuận gió, đội của Trung Lưới Sữa Khanh với lại Hồng Thấm đang vươn lên. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chỉ có chờ đợi thôi, ngoài chờ đợi thôi, không biết gì nữa. Wow, tiếp tục vươn lên nữa, bao nhiêu rồi? 7 hả? 9-4. Đang vươn lên rất là mạnh mẽ. Hay quá Trung ơi. Trời ơi, đang lên ngon lành.
Rồi 59 làm lại từ đâu? Lại tiếp tục làm lại, khởi nghĩa liên tục. Khởi nghĩa này thất bại thì lại khởi nghĩa khác. Tiễn quân vô, khởi nghĩa tiếp. Lại ngoài. Nếu thất bại thì cũng không sao, thất bại vẫn cứ làm lại. Tiếp tục thất bại nữa nhưng mà không sao, lại tới tiếp tục làm lại tới chừng nào mà người ta đuổi ra khỏi sân thì coi như là kết thúc. Còn còn ở trong sân vẫn còn cố gắng quên đi, còn trong sân là còn cố gắng quên đi. Không quá. Rồi cơ hội gì, giao cầu ăn nè. Trời ơi, trời ơi, lại thua một cái cầu nữa rồi. Rồi xong, gần như là mấy rồi? 91 rồi, 19-11. 19-11 thì chắc bây giờ có 12-19 thì nếu mà có mặt gấu ngàn năm gì đó thì có thể cứu đỡ được. Còn nếu mà không thì coi như là BT rồi, không có thể nào ấy được rồi. Đúng rồi, xong. Đó là dấu chấm hết. Rồi, vô đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này cái đó xong rồi anh bắt được anh chị chú cái lão cháu nó khẩu chuồng vào lúc vào bốn như lúc rồi bốn nhưng mà nếu mà chị vào lên đây cậu ra ngoài chụp lấy lại thì phải qua bên kia vào vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.